Theo nhận dạy bơi người cá cấp bằng quốc tế ở Mỹ để giúp cho tất cả trẻ em đều có thể trở thành người cá, tiên cá thật sự, giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cùng nhau làm người cá thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật. Chương trình dạy bơi gồm có hai hình thức dành cho những bạn ở xa không thể đến câu lạc bộ người cá vào thứ bảy hàng tuần. Và những bạn ở gần có thể đến được câu lạc bộ người cá vào thứ bảy hàng tuần, ok? Đối với những bạn ở xa, Tiêu sẽ hướng dẫn bơi lặn người cá và tổ chức thi cấp bằng trong ngày ở một địa điểm bất kỳ ngoài thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là ở các quốc gia khác. Thời gian tổ chức thi cấp bằng người cá level 1 như sau: 7 giờ sáng đón tiếp học viên, có phục vụ điểm tâm sáng; 8 giờ sáng bắt đầu dạy bơi người cá nổi và lặn trong nước; 11 giờ trưa nghỉ ngơi với suất ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe; 13 giờ chiều bắt đầu dạy bơi người cá dùng ống thở nước; 16 giờ chiều chính thức thi cấp bằng người cá level 1. Nội dung 5 phần thi cấp bằng người cá level 1 gồm có: thứ nhất là khởi động trên bờ đúng cách; thứ hai, khởi động dưới nước đúng cách; thứ ba, bơi lặn người cá tự do lâu nhất; thứ tư, bơi lặn người cá bằng ống thở nước; thứ năm là lặn tìm đồ vật bằng ống thở nước. Cái phần thi này rất là vui nha các bạn. Đối với những bạn có thể đến câu lạc bộ người cá vào thứ bảy hàng tuần thì tôi sẽ dành 3 ngày để đến hồ bơi gần nhà của các bạn để dạy bơi tại đó, và 1 ngày dạy bơi miễn phí vào thứ bảy cuối tuần tại câu lạc bộ người cá của chúng ta, rồi lấy luôn cái ngày thứ bảy cuối tháng để tổ chức thi cấp bằng người cá quốc tế cho các bạn. Thời gian tổ chức thi cấp bằng người cá level 1 như sau: 10 giờ trưa dạy bơi người cá miễn phí, 11 giờ trưa nghỉ ngơi tự túc ăn uống, 13 giờ chiều vui chơi tự do hoặc ôn lại bài thi, 16 giờ chiều chính thức thi cấp bằng. Và nội dung 5 phần thi cấp bằng người cá level 1 đều giống nhau. Rồi thể lệ dự thi cấp bằng người cá level 1 là phải biết bơi. Tiêu luôn có ưu đãi cho các học viên trở thành người cá đã được cấp chứng nhận quốc tế trên website mentool.com, nghĩa là các bạn mua bất cứ thứ gì liên quan đến bơi lặn trên website của Tiêu đều được giảm giá đặc biệt. Tiêu có hai cái hình thức thi cấp bằng người cá này là vì có những bạn ở xa, ở tận Vũng Tàu, Nha Trang muốn có được chứng nhận của người cá quốc tế nhưng mà không thể tham gia được, nên Tiêu cần lấy số lượng học viên đăng ký tham gia nhiều rồi tổ chức thi trong một ngày luôn. Và cái điều này nó giống với yêu cầu của ban tổ chức ở Mỹ thông báo cho Tiêu, bởi vì cấp bằng người cá level 1 chỉ diễn ra một ngày duy nhất. Nhưng mà Tiêu đã dành rất nhiều thời gian cho các bạn đến câu lạc bộ của người cá, bởi vì Tiêu muốn phát triển câu lạc bộ rộng khắp thế giới, muốn hướng dẫn cho các bạn các kỹ năng bơi lội cao hơn nữa để phục vụ cho các hoạt động trong tương lai như là bảo vệ thiên nhiên động vật, làm phim người cá, biểu diễn nghệ thuật múa nước người cá, có thể đi thi đấu quốc tế luôn hoặc tham gia các sự kiện hoạt động của Tiêu tại Mỹ, bơi lặn biển. Thì cái chương trình này nó là tiền đề để Tiêu đào tạo ra các người cá tiềm năng, tài năng cho tương lai để cùng Tiêu mang đến tương lai tốt đẹp cho thế giới. Ok, bye bye.